cái nhạc nhúng nè. Đó, vô. Nó chửi má chồng dụ cái nón nè cả nhà. Quá nóng quá bức xúc rồi không gì giấc. Nóng quá. Chưa nóng nào mất nóng ngay. Đó, nó lỡ nóng rồi. Đó, ở đầu là cha mua em của bà Thảo. Ủa đi mẹ ai. Nóng nào của mày á. Chính nó nè, ăn này nè, ăn đi. Ở đây cha em hết. Em vừa quay không có vàng luôn. Ừ, là cách không quay tắt luôn. Chứ ơi, cái này ngọt như nước luôn rồi, chứ chịu không? Tự nhiên cái này nướng ra nó ra nước giống người đi thành người. Nướng gì chứ? Nướng nó ra nước. Hà Vĩnh, để ăn chung nè. Rất Ơi, gửi cho chồng chết coi đi. Anh ghen, anh ghen. Qua hai cặp luôn, cặp ngay 7 cân. Gà đứng nổi, hai ba con chằn. Về anh coi đĩa đó nha, bánh bông lan ngon. Bà ông cũng phải gửi qua. Tao quay em dạ. Mẹ mày. Ủa lâu mẹ mày. Cảm ơn anh. Để cho Vĩnh đây sân nữa kìa. Nó chưa chín hẳn đấy nha. Trời tái như vậy mới ngon. Bò mà. Mày nghĩ anh ơi. Cái con bả nó ngu quá rồi. Làm như hạt ngu dưới đồ trời. Ngân hàng giờ đang hết, có nhớ ngân hàng nữa. Mã là ngân hàng đúng hả? Không, nhớ hết, đó là. Thôi giờ nhiều người, có mấy lít nữa. Giờ dạng nào? Kém ờ. Kém là lùi vô cho mã. Ông Kim Chi ở chỗ ông Kim Chi. Đúng rồi. Cái này chưa thấm, dạng nó làm liền, không thấm á. Nghĩ sao hả? Lấy cái khăn giấy lau miệng xong rồi quăng qua cho má chồng lau. Cái này cũng quay được nha. Trời ơi, nghĩ sao lấy khăn giấy. Trời ơi, chứ ơi. Để nó, bay kỳ vậy.
con nghĩ trước làm gì được luôn á. Thứ hai không? Nợ gì chết
Thường á mình vô đây lúc nào mình cũng ngồi ngay chỗ cũ luôn. Thank you.
Thôi nhìn chất giống đào quá. Đó, hai chồng hạnh phúc à. Dạ, cũng vô á, tao cũng vô. Rồi, thấy dễ. Hết rồi. Không liếm nha cả nhà, đó, nguyện mới bay. Sai rồi, về thôi. Đó, hiện tại rất là đông nha. Khách vô liên tục luôn cả nhà. Đó, mọi người nhìn đi, full bàn luôn cả nhà ơi. Không có một bàn trống nào. Không có một bàn trống luôn cả nhà. Đó, nãy giờ ta mối trong bàn trong đó. Nhưng diễn này đem bàn ra trong kho quá trời. Chạy không kịp luôn cả nhà. Đó. Đó, mình nhìn đi, một bàn là full hết luôn nha. Rất là đông cuối tuần. Thôi giờ còn cũng xin kết thúc clip về nha cả nhà. Hẹn mọi người clip sau nha cả nhà. Cảm ơn mọi người rất là nhiều nha. Em con nữa. Thợ của em con nữa anh ơi. Qua qua đi. Hai con hả? Là em con đúng không? Trời ơi, giờ ai con rồi. Trời ơi, chết chạy ra luôn rồi kìa. Ủa sao không có bằng con em đâu. Trời, lâu lâu em quay quá trời luôn. Ai cũng lợi hỏi quán này đâu. Em đưa địa chỉ liên tục luôn á. Em nhắn cho khách. Trời ơi, mãi đỉnh, mãi đỉnh nha. Đó, có chữ ký anh này là được hết nha cả nhà. Đó. Không, con gấu xám đi. Rồi cảm ơn em nha. Rồi cảm ơn anh trai nha. Hôm nay khách là ra cái đây luôn đó nhà ơi. Đó, khách ra cái đây full bàn luôn cả nhà. Đó, địa chỉ đây là 74 Phạm Đức Sơn, phường 6, quận 8 nha cả nhà. Mọi người ăn có thể ghé địa chỉ này để ăn nha cả nhà. Rồi bye bye, kết thúc clip đây nha. Hẹn mọi người clip sau nha mọi người nhà ơi.